Jimmy kính chào quý khán giả của người Việt TV và mọi quý vị cùng theo dõi phần tin tổng hợp. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 3 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Tổng thống Joe Biden ký ban hành sắc lệnh tạo dễ dàng cho người dân đi bầu. Chân biểu Hubert Võ phản đối thống đốc Texas vụ không bắt đeo khẩu trang. California đã tiêm được 10 triệu liều vaccine COVID-19. San Francisco bắt đầu mở cửa lại các trường công lập vào tháng 4. Vợ chồng Meghan và Harry tiếp tục dạy sống dư luận trong cuộc phỏng vấn sắp tới với Oprah Winfrey và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết mở đầu phần tin ngày hôm nay thì tổng thống Joe Biden vào hôm chủ nhật ngày 7 tháng 3 đã ký ban hành một sắc lệnh theo đó thì các cơ quan chính phủ phải có biện pháp tạo dễ dàng cho người dân được đi bầu ông Joe Biden có quyết định này trong lúc thành phần dân chủ tại quốc hội Hoa Kỳ đang thúc đẩy việc thông qua một dự luật liên quan đến việc bỏ phiếu và bầu cử nhằm đối phó với các nỗ lực nhằm giới hạn quyền được bỏ phiếu. Kế hoạch của Tổng thống Joe Biden được loan báo trong bài diễn văn được thu hình trước để kỷ niệm 56 năm ngày xảy ra vụ gọi là Chủ nhật đậm máu xảy ra vào hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 3 năm 1965 khi 600 người tranh đấu cho dân quyền bị lực lượng cảnh sát lính đập tàn nhẫn khi họ phải tuần hành đòi quyền bỏ phiếu tại thành phố Selma, tiểu bang Alabama. Trong lời phát biểu trước khi ký ban hành sắc lệnh vào hôm Chủ nhật, ông Joe Biden nói rằng mọi cử tri hợp lệ đều có quyền bỏ phiếu và lá phiếu của họ phải được công nhận, phải cho người dân có quyền bỏ phiếu. Lệnh của Tổng thống gồm có việc chính quyền liên bang cung cấp tin tức bầu cử, giúp cho người dân ghi danh đi bầu, tạo cơ hội cho công chức có thời gian đi bầu hay tình nguyện làm việc ở các phòng phiếu, đồng thời cải thiện trang web về bầu cử của chính phủ có tên là Vote.gov và dân biểu Hubert Võ ở đảng Dân Chủ, đại diện địa hạt 149 của Hạ viện tiểu bang Texas, lên tiếng phản đối quyết định của ông Rick Abbott, đảng Cộng Hòa, à, thống đốc Texas sau khi ông này tuyên bố mở cửa 100% và bãi bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang vào hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 3. Trong một thông cáo báo chí, ông Hubert Võ nhấn mạnh, với lời tuyên bố của thống đốc trên toàn tiểu bang, Tôi kêu gọi tất cả người dân Texas tiếp tục thực hiện các biện pháp thích hợp để duy trì cho sự an toàn của cá nhân và người khác ông Abbott đã đưa ra tuyên bố trên tại một nhà hàng ở thành phố Lubbock và cho biết lệnh bắt đầu có hiệu lực vào ngày 10 tháng 3. Tuyên bố của vị thống đốc này ngay lập tức bị nhiều nhà lãnh đạo khác phản đối, bao gồm một số thị trưởng của thành phố như Houston, San Antonio, Dallas và Fort Worth ở Texas. Trong khi đó, thống đốc Gavin Newsom của California thì tweet ra rằng đây là một hành động hoàn toàn vô trách nhiệm. Tổng thống Joe Biden còn phê phán ông Abbott nặng lời hơn khi nói rằng chỉ có những người ăn lông ở lỗ mới nghĩ rằng mọi chuyện trở nên bình thường trở lại. Và cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì sau một năm chứng kiến nhiều cuộc mốc nghiệt ngã, California đã vượt qua một cuộc mốc đầy hy vọng trong cuộc chiến chống lại Covid-19, tiêm chủng liều vaccine thứ 10 triệu. Vào hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 3, các viên chức xác nhận rằng tiểu bang đã vượt qua ngưỡng tăng kỷ lục trong một ngày về lượng tiêm chủng với 330.115 mũi tiêm được tiêm phòng, theo dữ kiện của The Times tổng hợp. Trong tuần trước, những nhà cung cấp trên khắp California đã phân phối hơn 251.000 liều vaccine mỗi ngày, đạt mức trung bình cao nhất từ trước đến nay. Gần 77% trong số 13.1 triệu liều vaccine COVID-19 được chuyển đến các cơ sở y tế công cộng địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ y tế trên toàn tiểu bang. Và trong khi đó thì các học sinh trẻ nhất của San Francisco và những em học sinh có nhu cầu đặc biệt sẽ trở lại lớp học vào tháng tới khi mà tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 tiếp tục giảm. NBC Bay Area cho biết là 6 trường tiểu học dự kiến sẽ mở cửa trở lại ban đầu. Mỗi trường có sĩ số tối đa là 22 học sinh. Các viên chức đã công bố kế hoạch vào thứ Sáu ngày 5 tháng 3 sau khi học khu đạt được thỏa thuận với nghiệp đoàn giáo chức. Tờ San Francisco Chronicle cho biết, việc quay trở lại học trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến khoảng 13.000 học sinh. Theo kế hoạch, học sinh sẽ ở lại với giáo viên khi ở trong khuôn viên nhà trường, và các hướng dẫn an toàn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh sẽ được tuân thủ, bao gồm việc đeo khẩu trang trong lớp học và duy trì khoảng cách xã hội. Chủ tịch hội đồng trường là bà Gabriela Lopez đăng tải trên Twitter rằng các viên chức nhà trường tiếp tục làm việc chăm chỉ để bảo đảm mọi học sinh và gia đình nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong việc học trực tiếp cũng như là trực tuyến. Các viên chức nhà trường cũng hy vọng sẽ dần dần cho phép nhiều học sinh trở lại học trực tiếp trong suốt uh, tháng 4. Trong khi đó, thì các giáo viên vẫn đang tiếp tục tiêm phòng trước khi trường học mở cửa trở lại. Các gia đình sẽ có sự lựa chọn tiếp tục cho con cái của họ học trực tuyến hay cho các em trở lại lớp học. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi các vị chức trường công lập vào tháng Giêng, thì 57% người được hỏi có muốn quay trở lại các lớp học trực tiếp trong khi 43% nói rằng họ thích học trực tuyến. Vào tối hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 3, thì một cuộc phỏng vấn rất được mong chờ của Oprah Winfrey với hoàng tử Harry và vợ là cô Meghan được phát trên truyền hình Hoa Kỳ trong bối cảnh hai người và hoàng gia Anh quốc đang xảy ra căng thẳng. Đây là lần đầu tiên một cuộc phỏng vấn thành viên gia đình hoàng gia Anh quốc thu hút sự chú ý đến như vậy, kể từ sau khi cố công nương Diana xuất hiện trên truyền hình để chia sẻ về cuộc hôn nhân thất bại với thái tử Charles. Sau khi từ bỏ tước vị hoàng gia, công tước và nữ công tước xứ Sussex đã giải thích lý do tại sao họ rời khỏi Anh quốc để dọn đến California và bắt đầu cuộc sống mới. Trong đoạn trích được chiếu trên đài CBS vào hôm thứ Sáu ngày 5 tháng 3, cô Meghan cho biết cô sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình. Những người ủng hộ Meghan và Harry cho rằng cách đối xử của hoàng gia cho thấy một thế chế lỗi thời của Anh quốc khi công kích một người phụ nữ hiện đại mang trong mình hai sắc tộc với tư tưởng kỳ thị chủng tộc. Trong một trích đoạn khác được công bố trước khi chương trình phát sóng, cô Megan cáo buộc cung điện Buckingham tiếp tục lan truyền thông tin sai sự thật về hai vợ chồng, đồng thời tuyên bố sẽ không giữ im lặng nữa. Một nguồn tin thân cận với Harry và Meghan cho biết, cả hai muốn lên tiếng trước khi bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình. Một số chuyên gia cho rằng cuộc phỏng vấn có thể ảnh hưởng xấu đến gia đình hoàng gia, tương tự với sự chia rẽ giữa Thái tử Charles và công nương Diana cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin tổng hợp với jimmy hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp